Xin chào kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. So, xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai tới sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ 5, tháng ba tây tháng 12 năm hai Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay FDA lại đưa ra một quyết định quan trọng đó là họ chuẩn thuận. Uh, cái loại thuốc chữa COVID-19 Đối với lại cái hãng mật à, Như vậy là trong hai ngày Ngày hôm qua họ đã chuẩn thuận cái uh, Pfizer rồi à, Pfizer ngày hôm qua như chúng tôi đã nói rằng là họ sẽ Chuẩn thuận và đúng như vậy Sau cái chương trình thì chúng tôi đã thấy là Họ đã chuẩn thuận và đây là cái thuốc đầu tiên Mà trị Covid-19 được FDA của Mỹ Chuẩn thuận cho phép sử dụng Và có thể mua về nhà và uống tại nhà và cái này cũng mang lại niềm hy vọng cho mọi người trong lúc thế giới đang bị đại dịch, đặc biệt là cái biến thể Omicron hoành hành khắp nơi. Và thuốc viên này nếu mà uống sớm thì sẽ giúp ngừa được Covid-19 bị nặng thêm và tránh được tử vong tới 89%, coi như là mình gọi tròn là 90% đi. 90% này là gì? 90% không vào bệnh viện và 90% không lên bàn thờ. Đó. Thì cái đó là cái mà Pfizer họ đưa ra Và ngày hôm qua thì ông Albert Bola Tổng giám đốc của Pfizer ước tính cứ 100.000 bệnh nhân uống thuốc này Thì 1.200 người sẽ tránh thiệt mạng Và 6.000 người sẽ không phải vô bệnh viện Đó Thì uh, FDA đã loan báo là chuẩn thuận cái loại thuốc này và cho những người bị bệnh COVID-19 từ nhẹ đến vừa cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên và nặng ít nhất là khoảng 88 pound đó tức là phải 88 pound trở lên và tuổi phải 12 tuổi trở lên đó và bị từ nhẹ đến vừa chứ còn nặng thì không bảo đảm đó và bệnh nhân phải thử dương tính và dễ trở nặng hoặc là tử vong có nghĩa là gì thứ nhất là phải bị dương tính rồi có thể là nặng thêm và tử vong thì cái đó là uống được và cái loại thuốc này nó có tên là pa Paxlovid sẽ chỉ bán theo toa bác sĩ, tức là bác sĩ à, yêu cầu thì mới được mua chứ không phải là ai mua cũng được. Cho nên là à, theo à, FDA cho biết là khi mà bác sĩ mà kê toa như vậy thì nên bắt đầu uống càng sớm càng tốt, là tốt nhất là trong vòng 5 ngày sau khi có triệu chứng. Đó. Thì à, đó là cái tin vui của ngày hôm qua, à, sáng ngày hôm nay thì à, coi như là FDA lại chuẩn thuận cái mực nữa à, Cái mực này thì thưa quý vị Trước đây đã được bên Anh chuẩn thuận rồi Bây giờ lần đầu tiên được bên Mỹ chuẩn thuận Nhưng mà cái mực này á, Nó đặc biệt là chỉ dành cho uh, Những cái người Mà lớn tuổi à, Bởi vì cái mức độ Mà ngăn chặn cái mức độ hiệu quả Của mật á, nó chỉ có khoảng 30% chứ không phải 80-90% như trước đây Người ta nói Thành ra là cái này nó khác nó coi như là không có là ngon lành bằng cái Pfizer. Nhưng mà vẫn có thể uh, ngăn chặn được. Và đặc biệt là các loại này dùng cho người lớn có những cái dấu hiệu sớm của Covid-19. Hoặc là những người mà bị coi như là nhiều khả năng vào bệnh viện, bao gồm những người lớn tuổi này, những người bị mập phì này, những người bị bệnh tim này, đó. Thì cái mật này dùng cho những người đó. Tuy nhiên mật này đó thì nó có cái kẹt là nó có thể gây cái vấn đề cho đối với phụ nữ mà có thai thành ra đó là cái thuốc này nó sẽ phải đề cảnh báo à, là trong thời kỳ có thai à, khi mà uống phải hỏi bác sĩ à, thành ra là cái này nó cũng có cái vấn đề của nó nhưng mà nó vẫn có còn hơn không à, thì đó là hai cái loại thuốc mà ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay FDA là cơ quan mà gọi là quản trị về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã chuẩn thuận hai cái loại thuốc này. Đó là tin mừng cho nhân loại. Còn mua như thế nào, chi phí bao nhiêu để kia các thứ thì chúng ta phải chờ đợi xem như thế nào. Trong khi đó thì tình hình bệnh dịch Omicron ở tại nước Mỹ thì cũng rất là cao. À, coi như là ngày hôm qua không đó gần 70.000 người Mỹ bị vào bệnh viện vì Covid-19. Gần 70.000, nếu quý vị mình gọi tròn nó 70.000 đi. Đó là theo Bộ Y tế cho biết như vậy. Như vậy là con số này so với đầu tháng 11 đó là nó tăng coi như là thêm 35 ng 25 ngàn nữa. Hồi đầu tháng 11 đó cái số người vào đó uh, là 45 ngàn người. 45 ngàn người bây giờ là gần 70 ngàn đó coi như là xếp xỉ thêm 25 ngàn nữa cho thấy rằng là con Omicron nó đang hoành hành dữ dội Ờ, tuy nhiên thì người ta bảo là cái Omicron này á, một số người thì bảo rằng nó không có nguy hiểm, nó mặc dù nó đi nhanh nhưng mà không nguy hiểm bằng cái Delta. Nhưng mà một số chuyên gia y tế thế giới thì lại bảo rằng bây giờ cũng còn quá sớm để mà biết. À, và chúng ta nhớ là khi mà cái này phát hiện hồi tháng 11 ở tại Nam Phi thì Tổ chức Y tế Thế giới bảo rằng là phải mất vài tuần lễ mới biết được nó mức độ nó nguy hiểm như thế nào. Nhưng bây giờ là một số nơi người ta quan sát thì người ta thấy là nó không nguy hiểm lắm. đó Rồi trong khi đó thì ở bên anh à, bây giờ là cái ổ, ổ dịch lớn à, bên anh bây giờ là ngày hôm qua ngày hôm nay thưa quý vị thêm 100.000 người một ngày 100.000 người đây là con số mà lần đầu tiên nước anh bị 100.000 người một ngày kể từ khi cái đại dịch này nó xảy ra cách đây gần 2 năm đó quý vị thấy và bây giờ là các bệnh viện ở bên anh là cũng đang quá tải và như vậy là uh, chính xác đó là ngày thứ tư đó là 106.122 người đó. so với 90.629 người vào cái ngày thứ ba mà 21 tây tháng 12 có nghĩa là nó nhiều hơn ngày hôm trước đó, ngày hôm trước đến ngày 21 nó chỉ có hơn 90.000 qua ngày hôm sau là hơn 100.000 tức là ngày hôm qua đó. đó đây là lần đầu tiên và cái Omicron này cho thấy nó đi rất là nhanh đó, đặc biệt trong 7 ngày qua ở bên uh, Anh Như vậy là tổng cộng bây giờ là có tới là 600, hơn 643 000 người ờ, uh, Hơn 643 000 người tức là tương đương khoảng 59% trong tổng số cái uh, gọi là Covid Nhưng cái này vẫn tỷ lệ này vẫn thấp bên Mỹ, bên Mỹ tới 73% đó. Uh, bây giờ thì chính vì như vậy đó là nhiều công ty ở bên Anh và nhiều cái nghệ ở bên Anh đang gặp khó khăn trong cái việc mà thiếu người làm việc À, bây giờ họ ở nhà, họ bị bệnh, rồi họ cách ly, đó. rồi bệnh viện đó, thì bây giờ đang cảnh báo là coi như là sẽ bị đầy trong những ngày tới, thành ra yêu cầu mọi người làm sao phải giữ an toàn. Về phía chính phủ đó, Anh đó thì ngày hôm qua họ thông báo là họ sẽ giảm cái thời gian ở mà cách ly từ 10 ngày xuống còn 7 ngày cho người dân ở bên Anh. Đó nếu mà sau khi mà đặc biệt là uh, những cái người mà uh, sau hai ngày mà xét nghiệm mà bị gọi là mà được gọi là âm tính á, đó, đó thì họ giảm cái đó. Rồi uh, tuy bị như vậy nhưng mà dân anh vẫn uh, ham tham vui, bởi vì không thể nào đóng cửa được. Và ông thủ tướng Boris Johnson hôm thứ ba cũng đã nói thẳng luôn là sẽ không có gọi là, là phong tỏa trước Noel. Uh bởi vì bây giờ cái chuyện này cũng chưa biết như thế nào đó thì thưa quý vị bệnh thì cũng sợ nhưng mà cũng thích ăn chơi đó Noel là cái ngày mà gọi là bà con đi mua sắm rồi cái là tụ tập ăn nhậu đại khái như vậy đó. thế nhưng mà ông Johnson cũng thầm thêm câu mà không loại trừ khả năng là chúng tôi sẽ phong tỏa nếu tình hình tệ hơn đó tức là họ nói nước đôi bây giờ là chưa có kế hoạch gì đóng cửa cả nhưng mà nếu tình hình mà tệ hơn thì sẽ đóng cửa đó. Còn về số người chết ở bên Anh đó, đó thì như vậy là tính tới thứ ba là có thêm 18 người chết vì cái uh, Omicron này. Đó. Như vậy là trong tổng số 195 người phải vào bệnh viện, đó. thì bây giờ là có thêm 18 người chết vì Omicron nhé. ở Mỹ thì có một người. Đó. Nhưng mà trong đây không nói rõ là những người này có trích thuốc hay không, có trích uh, người hay không, chúng ta không biết. Nhưng mà cái trường hợp ở bên Texas đó của Mỹ ra cái trường hợp đầu tiên chích mà bị chết vì Omicron là cái người đó không chích không chích vaccine thì như vậy là um, bên anh là bây giờ đang nặng này cái chuyện đó chào anh Mai Phi Long có biết anh có thêm tin tức gì về tình hình ở bên anh hay không Ờ à, bên anh, anh anh cho biết như vậy là rất đủ nhưng mà tôi có muốn tôi kéo anh trở về lại nước Mỹ sau khi mà chúng ta nghe rằng là cái thông tin có vẻ rất lạc quan về những cái loại thuốc của Merck của Pfizer, thì thưa quý vị, thì nhiều người thấy rằng là chúng ta nên chú ý rằng là có thuốc này nhưng mà nó không phải là một trăm phần trăm để mà chống lại các loại coronavirus đặc biệt là biến thể Omicron. thì cái điều đặc biệt nữa chúng ta vẫn nên chú ý là lúc nào cũng phải chích ngừa và đã chích ngừa rồi thì nên chích mũi booster. Bởi vì thì, cho đến hiện nay thì thưa quý vị, cái tình hình bệnh viện ở tại Hoa Kỳ phải nói rằng là cũng không có gọi là sáng sủa cho lắm. À, nếu chúng ta theo dõi những cái con số mà nhập viện trong thời gian gần đây, xin anh Thân cho xem cái màn ảnh laptop của tôi ở đây cho biết rằng là tổng cộng các số bệnh viện ở các nhà thương 747.838 tổng đó là tổng cộng số tất cả các giường bệnh nhưng bây giờ đã có 578.000 giường đã, đã là được fill up ở tại nước Mỹ À, cho nên chúng ta thấy rằng là à, đã có 77.38% được sử dụng. Chỉ còn 25% số giường mà còn dư trở lại trên toàn nước Mỹ mà thôi. Cho nên các con số những người bị bệnh đi vào nhà thương nằm không phải là ít ở tại Hoa Kỳ. À, rồi, trong cái những cái gọi là giường mà ICU vào và cấp cứu, tổng cộng có 81.403 giường mà bây giờ đã là là người ta nằm chặt hết là 63.000 giường cho nên là 78 cái số giường mà bị vào phòng cấp cứu đã được xử đã có người nằm chỉ còn có cho 22 cho nên đây cũng không phải là con số mà chúng ta chúng ta xem thường cái chuyện chích ngừa khi mà chúng ta nghĩ rằng là có thuốc Pfizer có thuốc Merck thì đây là cái điều chúng tôi nhắc nhở đến quý vị tình hình này là nó sẽ không có xuống trong thời gian từ đây đến qua mùa lễ. Đó là cái điều chúng tôi nhắc nhở quý vị trong cái vụ này, thưa anh. Vâng, đó là cái tình hình mà gọi là ở Mỹ cũng như ở bên Anh liên quan đến cái Omicron. Nhưng mà ở bên Anh thì lại có một cái chuyện cũng buồn cười là người ta phát hiện là theo cái thống kê của người ta nó có những chuyện rất là lạ về omicron chuyện đó là chuyện gì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sbtn